Vâng, xin chào các bạn. Chiếc GAT 20 độ Mobi Home này mình đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều rồi. Đấy, bên ngoài nó cũng không còn xa lạ gì nữa. Một form xe rất là to, một chiếc tăng bạt rất là quen thuộc. Và bên ngoài đây, cổng tiếp điện tiếp nước. Đấy, nó cũng rất là đơn giản thôi. Điểm khác biệt rất lớn ở chiếc xe này so với những chiếc xe mình giới thiệu, đấy chính là nội thất bên trong. Nó cực kỳ khác biệt. Và nó khác biệt như thế nào? Mời các bạn lên xe cùng mình nhé. Đây, ngay khi bước vào nội thất của xe thì các bạn có thể nhìn thấy là đằng sau đây ba chỗ ngồi rất là lớn. Và chiếc ghế này nó có thể ngả ra thành một chiếc giường đôi các bạn nhé. Một chiếc giường đôi rất là to. Và có thể nằm thêm ba người lớn nữa ở ngay trên này. Và cái cục to to này này là khách hàng của mình làm thêm để có thể gác chân ở đây cho nó thoải mái. Đây. Đấy, đặt ra chỗ này để khách hàng mình gác chân lên đây cho nó rộng. Với chiếc giường này mình sẽ thao tác luôn cho các bạn xem nhé. Là khi thành giường thì nó sẽ như thế nào. Đây, toàn bộ cái này là cơ, nó cũng khá đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc lật lên rồi mới lật ra. Đấy. Đứa này xuống. Rồi. Như mình cao 1m8 thì thực sự cái giường này nó hơi bé. Với những người nào có chiều cao khoảng dưới 1m7 thì nằm ngang ở đây sẽ được thêm hai người nữa. Như các bạn có thể thấy là tất cả rèm ở đây mình làm đều là rèm vải. Đấy, ý tưởng của khách mình cũng rất là hay. Rèm vải thì nhìn nó không được cứng cáp, nó không được liền khối như là các cái rèm xếp như thế này. Đấy, ví dụ ở đây. Đấy, đóng vào chúng ta vẫn có thể chống côn trùng. Ở những nơi mà gió mát mẻ thì hoàn toàn có thể đóng cửa vào và hưởng gió trời. Đấy, ngủ ở đây hai người và bên trong kia còn có một chiếc giường đôi rất là to nữa. Và giường đôi đấy có cả giường tầng. Tí nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Đấy. Còn nói lại về cái chiếc rèm vải này này. Tuy là nó không được cứng cáp, nhìn nó hình khối như rèm xếp, nhưng mà nó lại có cái ưu điểm rất là hay. Đấy. Nó chống nắng tuyệt đối các bạn ạ. Đấy, đóng vào như thế này. Và khi đưa chân hoặc là đưa đầu vào các thứ thì nó lại có sự mềm mại nhất định của nó. Đấy, khi đóng vào đây. Đây là gió điều hòa. Các bạn thấy gió điều hòa của xe nó cũng rất là mạnh không? Nó thổi mạnh cực kỳ luôn. Ngay cả khoang cabin với cả khoang hành khách thì cũng làm bằng rèm vải mềm như thế này. Đấy, mình nói rồi, rèm vải mềm thì nó không được hình khối, nhưng mà nó có một điểm rất là lợi. Đó là khi mà mình đóng cửa như thế này thì ngay cả ghế lái đây này vẫn có thể ngả được ra mà không sợ làm hỏng cái rèm. Với rèm cứng ấy thì các bạn chỉ có thể ngả được đến đây thôi. Đấy, nếu bạn ngả nữa thì nó dễ làm hỏng rèm. Và nhiều người lên xe mà không biết dùng ấy, ngả thẳng vào cái rèm cứng mà mình hay làm thì nó dễ bị cong ra và làm hỏng rèm. Nhưng với rèm mềm này thì các bạn ngả thoải mái. Đấy, nó cũng rất là tiện. Mình thấy mỗi cái nó đều có cái tiện lợi và cái đẹp riêng. Một đặc điểm nữa của chiếc xe này khác với những chiếc xe mình từng làm, đó là cái phòng tắm này này. Đấy, nó có thể mở rộng ra. Đấy, mở rộng hẳn ra như này, gấp đôi diện tích khoang tắm. Đây, mình đóng lại cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó có một không gian rất là lớn ở trong này để mình có thể thao tác tắm rửa. Và để nó chắc chắn đỡ bị bắn nước hơn thì mình còn làm thêm cho khách một cái rèm vòng ở đây. Đấy. Đấy. Và khi không dùng nữa thì chúng ta lại kéo ra. Cái mẫu thiết kế này thực sự thì mình cũng học hỏi ở bên nước ngoài. Người ta cũng làm những cái mẫu này để mình áp dụng lên. Nhưng cá nhân thì mình thấy là thực sự cái này nó chỉ mang tính chất là khoe công nghệ thôi. Nếu như mình được làm theo ý thích của mình thì mình sẽ bỏ hẳn cái vách kéo này ra. Bởi vì công năng đấy nó làm cho cái phòng tắm này cảm giác nó nặng nề hơn. Chỉ cần một cái rèm này là đủ rồi các bạn ạ. Đấy, khi cần tắm kéo ra. Đấy, còn các bạn có nhìn thấy người mờ mờ thì cũng chẳng sao. Và nó vẫn đảm bảo được là phòng tắm nó rất là rộng. Chiền kéo rèm là được rồi. Còn yên tâm là sàn với ở gỗ ở đây mình đều làm những loại chống nước rồi. Nó có bắn một tí nước vào nó chảy đi thì nó cũng chẳng làm sao cả. Đấy, nhưng dù sao nếu các bạn thích thì đây cũng là một phong cách, nó cũng rất là mới, gấp đôi được diện tích phòng tắm. Và bên trong nhà vệ sinh thì nó cũng rất cơ bản thôi, gồm vòi nước này, sen trần, đấy, vòi xịt đầy đủ. Và cái bệt này cũng có hệ thống tự động xay rồi, hệ thống xay nó ngay ở đây. Đấy. Cái bệt này thì ưu điểm của nó thì giá nó hợp lý. Nhưng cá nhân thì mình không thích cái hệ thống xay nó ngay gần ở đây. Mình thích cái hệ thống xử lý của Nhật ấy. Nó phải đưa hẳn qua ống xuống ở dưới và hệ thống xay nó xử lý ở dưới. Thì mình cảm giác nó an toàn và nó đỡ ghê hơn là xử lý xay ngay ở trên mặt này.
Đấy, nhưng mà thôi, tùy từng nhu cầu của các bạn muốn làm kiểu gì thì mình sẽ làm như thế. Rồi, sang đến bên cạnh đây thì cơ bản ở dưới đây là máy giặt, nó cũng rất là quen thuộc rồi. Và trên này là tủ lạnh. Đấy, cái tủ lạnh này thì tuy nó nhỏ thôi nhưng nó vẫn có thể làm đá làm mát bình thường, và nó có một ngăn đá nhỏ nhỏ ở trên này. Rồi, sang tiếp bên cạnh này. Với chiếc xe này thì không có quá nhiều chỗ để đồ ngoài một cái hộc tủ rất là to ở đây. Và bên trên của nó thì có cả lò vi sóng. Với chiếc xe này thì các bạn có thể nhìn thấy là nó không hề có bếp. Đấy, khách hàng của mình không có ý định là nấu nướng trong này, bởi vì mỗi khi anh di chuyển thì rất là đông người, từ 5 đến 6, thậm chí có những lúc di chuyển đến 7 người. Đấy, anh thích đã đi chơi là phải đông mới vui, chỉ duy nhất lò vi sóng thôi để bắn nóng thức ăn. Và ở trên này, đấy, một chiếc đồng hồ ghi rất là rõ, như pin ở đây là còn 97%. Đấy, đồng hồ bây giờ thì nó không chỉ có nấc pin nữa mà nó ghi rõ từng phần trăm pin, nó y như điện thoại rồi. Nên các bạn có thể quan sát lượng pin mình dùng được dễ dàng hơn. Cái chỗ hộc tủ trên này, đấy, các bạn có thể để đồ và có cả ổ điện ở trong. Đấy, sạc điện thoại hay là làm cái két nhỏ nhỏ bên trong cũng đều được. Và dưới đây là một cái bồn rửa tay các bạn nhé. Đấy, điện rất là mạnh, có cả vòi lọc và nước lọc này uống được luôn các bạn. Đấy, nó cũng rất là tiện khi các bạn đi chơi xa ở những nơi mà không có nhà dân. Đấy, thì có điện nước để các bạn sinh hoạt và dùng luôn. Và một điểm đặc biệt nữa là chiếc xe này là mobilhome phục vụ cho rất nhiều người đi. Với một chiếc xe mobilhome thì cơ bản mình chỉ khuyến khích các bạn di chuyển từ 3 đến 4 người thôi. Với di chuyển nhiều người như thế này thì cần một thiết kế nó hoàn toàn khác. Đây, đấy, một chiếc giường tầng. Và chiếc giường này điều khiển bằng điện các bạn nhé. Đấy. Đấy. Chỉ cần xuống đến đây thôi là chúng ta có thể nằm ở trên này. 3 người lớn hoặc 4 trẻ con có thể leo lên trên giường này để mà nằm ngủ rồi. Còn những người lớn hơn thì chúng ta có thể nằm ở bên dưới này. Đấy, 3 người ở trên này, ở dưới này cũng thể 3 người và trên kia 3 người nữa. Nếu mà thực tế thì chen chúc một chút có thể ngủ 9 người. Nhưng với chiếc xe này khoảng 3-4 người, cứ 2 người ngủ một cái giường to này. Đấy, 3 đôi thì thực sự nó vẫn là rộng rãi. Đấy, chiếc giường này mình không làm hệ thống một chạm nữa, mà mỗi khi thao tác là chúng ta phải nhấn và giữ nó. Đấy, việc nhấn giữ này nó sẽ an toàn hơn là việc nhấn một chạm. Bởi vì nhỡ chẳng may chiếc giường đang xuống mà có người vào, đấy thì nó đẩy vào đầu cũng khá nguy hiểm. Cho nên mình đã làm nó là nhấn giữ như thế này, nó sẽ an toàn hơn. Và đây, khi mà chiếc giường đẩy hết lên cao thì mình 1m8 đây, đi nó vẫn không hề chạm đầu các bạn nhé. Đơn giản bởi vì mình không làm bể nước ở trên này nữa. Theo yêu cầu của khách thì mình đã làm bể nước ở dưới rồi, bỏ cái lốp dự phòng đi và làm bể nước ở dưới. Nó vẫn được là 200 lít. Khách hàng của mình xác định là đi chơi, ăn uống, tắm rửa nhẹ nhàng, và khi ăn uống thì sẽ ra nhà hàng chứ không hề nấu nướng ở trên xe. Và các bạn có thể thấy là khác với những chiếc xe khác thì chiếc xe này nó không hề có điều hòa trên trần, bởi vì nó vướng cái này rồi. Và điều hòa của nó là điều hòa dưới gầm các bạn nhé. Dưới cái hộc tủ này sẽ là điều hòa âm và nó sẽ thổi gió ở đây. Một hộc này, hai hộc ở đây. Đấy, chúng ta có thể kéo giường điện xuống dưới thấp đây, dưới thấp xuống chỗ này thì cái lỗ cửa gió này sẽ làm mát tầng trên, và cái lỗ nhỏ nhỏ này, đấy, nó sẽ làm mát cho những người ngủ ở tầng dưới. Đấy, và để phục vụ nhu cầu ăn chơi thì khách hàng của mình cũng lắp rất nhiều loa JBL ở đây và có độ trầm. Thực sự thì nó khác biệt hoàn toàn so với loa zin của xe. Với nhu cầu khách hàng của mình là đi nhiều người ngủ thoải mái, cứ 2 người một cái giường đôi, thì thiết kế xe như thế này nó rất là phù hợp. Còn cá nhân của mình thì thực sự là mình không thích những cái kiểu thiết kế mà nó phải dồn quá nhiều công năng nó chồng lên nhau. Mình chỉ thích làm từ 3 đến 4 người thôi thì nó sẽ thoáng hơn. Kể cả bỏ cái này ra làm điều hòa trần thì mình cảm giác là không gian nó rất là thoáng ở đằng trên nữa. Thay vì làm một chiếc ghế 3 có thể ngả ra thành một chiếc giường đôi thì mình ưu tiên làm hai cái ghế VIP. Khi mình đi di chuyển xa, ngồi ghế VIP bao giờ nó cũng sướng hơn. Và thậm chí nằm ở trên giường thì các bạn chỉ nằm được với những người nào mà không say xe thôi. Đấy, ngồi ghế VIP thoải mái, có massage nó vẫn là sướng hơn. Đấy, còn nếu mà ngủ đông thì mình đã xác định đi chơi xa, chỉ cần đem theo một cái chạy bơm hơi, bây giờ làm cũng rất nhiều. Mình nhét vào trong tủ này này, và khi đến chỗ xa mình có thể bơm hơi to ra đây, và đường mình xuống thẳng đây, điều hòa nó vẫn thổi vào được. Đấy, và mình ngủ dưới. Thực tế thì đi xa mình chọn những nơi nào mát mẻ, rừng cây để mình nằm, chứ không ai chọn những nơi nóng nực cả. Làm một cái lều to ở dưới đây, đấy, 2-3 người nữa nằm ở dưới thì thực sự không gian nó sẽ thoáng rộng hơn. Như mình nói rồi, không có chiếc xe nào là phù hợp với tất cả mọi người.
chỉ có những chiếc xe phù hợp với mỗi người mà thôi. Cho nên các bạn nào có nhu cầu về xe thì đừng ngại gọi điện trực tiếp đến số hotline mình để ở bên dưới. Mình sẽ tư vấn sao cho các bạn có những chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu của chính bản thân mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.